Chào đón các em đã đến với bài học luyện tập trang 87 sách giáo khoa toán 4. Qua bài học này thì các em sẽ được rèn kỹ năng thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 3 chữ số. Rèn luyện giải bài toán có lời văn và chia một số cho một tích. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện bài 1 đặt tính rồi tính. Vậy thì để làm được bài tập này, việc đầu tiên các bạn cần làm đó chính là đặt tính. Sau đó các bạn thực hiện tính để tìm ra được kết quả. Vậy với những phép chia ở phần A, hãy đặt tính như những gì các bạn đã được học. Chia theo quy tắc, chia từ trái sang phải thì sẽ tìm ra được kết quả của phép chia 708 chia 354 thì bằng 2. Đây là phép chia hết, không có dư. Tương tự thì các bạn sẽ tìm ra được kết quả của những phép chia còn lại như sau. Và ở phần B cũng vậy, để làm được bài các bạn hãy đặt tính, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải thì tìm ra được 704 chia 234 sẽ bằng 2, dư 2. 8770 chia 365 sẽ bằng 21, dư 5. 6260 chia 156 sẽ bằng 40, dư 20. 2. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp. Mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết gói kẹo đó. Vậy thì bài toán này được tóm tắt như sau: 120 gói 2.24 hộp, 160 gói thì sẽ hỏi chấm hộp. Thì vì mình đã biết này, 120 gói thì được bỏ vào 24 hộp, cho nên bài toán này mình sẽ tính số gói kẹo trong 24 hộp bằng cách lấy 24 nhân 120 thì tìm ra được có tất cả là 2880 gói. Sau đó mình sẽ tìm số hộp loại chứa 160 gói kẹo là mình lấy tổng số gói kẹo là 2880 chia cho số gói kẹo chứa trong một hộp là 180 thì tìm ra được kết quả là bằng 18 đơn vị hộp, đáp số 18 hộp. Bài 3 tính bằng hai cách. Vậy ở phần A, 2205 chia cho tích của 35 nhân 7 thì cách thứ nhất, cô sẽ chia 2205 cho tích của 35 và 7. Còn cách thứ hai thì cô sẽ lấy 2205 chia cho 35 rồi lấy thương chia tiếp cho 7. Vậy với cách đầu tiên, cô sẽ thực hiện tính như sau: 35 nhân 7 thì bằng 245. Cô lấy 2205 chia 245 thì kết quả tính ra được bằng 9. Còn ở cách thứ hai, lấy 2205 chia 35 thì được thương là 63. Lấy 63 chia tiếp cho 7 thì cô cũng tìm ra được kết quả của phép tính này bằng 9. Tương tự như cô vừa hướng dẫn, các bạn có thể giải được phần B bằng hai cách và đây là bài làm. Cả hai cách làm đều cho chúng ta biết kết quả của phép tính này là bằng 17 đó các em. Thực hiện xong rồi, mời các em mở iBook ra để cùng cô học tập nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn những gì chúng ta vừa được học trong ngày hôm nay. Em mở iBook vừa bài tập toán 4 tập 1 để cùng cô luyện tập thực hành bài 79. Luyện tập đầu tiên chúng ta sẽ làm bài 1. 1. Đặt tính rồi tính. Để làm bài, các bạn hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Chúng ta cần phải đặt tính trước, sau đó rồi thực hiện tính. Với phép tính 3144 chia 524 thì các bạn sẽ viết số 3144 trước, sau đó viết số 524 ở vị trí này. Thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải, ta tìm ra được kết quả bằng 6. 6 nhân 524 thì bằng 3144. 3144 trừ 3144 thì còn 0, viết 0. Vậy sau khi đặt tính rồi tính, ta tìm ra được kết quả của phép tính này là bằng 6, dư 0. Đây là một phép chia hết. Với cách làm như vậy, các em có thể đặt tính rồi tính để tìm ra được kết quả của những phép tính còn lại. Làm bài xong, nhớ kiểm tra bài làm của mình, sau đó thực hiện bài 2. 2. Viết số thích hợp vào ô trống. Để làm bài, các bạn sẽ nhấn vào nút học sinh làm bài. Hai ô trống ở cột đầu tiên. Khi đã biết số bị chia và số chia, các bạn có thể tìm được số để điền vào vị trí ô thương và ô số dư, có đúng không? Các bạn sẽ đặt tính thôi tính để tìm ra được 8463 chia 148 bằng bao nhiêu. Sau khi đặt tính rồi tính thì ta tìm ra được thương là bằng 57 và số dư là 27.
mình sẽ viết hai số tìm được vào hai ô trống này. Tương tự như vậy. Còn ở đây, muốn tìm được số bị chia, ta sẽ lấy thương nhân với số chia, được bao nhiêu mình sẽ cộng với số dư. Vậy thì khi thương là 45, số chia là 123, mình sẽ lấy 45 cộng nhân 123 thì bằng 5.535, cộng với 67 nữa thì kết quả tính ra được là bằng 5.602. Với cách làm tương tự như vậy, các bạn có thể tìm được số bị chia ở cột còn lại. Làm bài xong, nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa. Sau đó thực hiện bài 3. 3. Người ta mở vòi cho nước chảy vào bể. Biết rằng 65 phút đầu vòi chảy được 900 lít nước và 70 phút sau vòi chảy được 1.125 lít nước. Hỏi trung bình mỗi phút vòi chảy được vào bể bao nhiêu lít nước? Để biết được là trung bình mỗi phút vòi chảy được vào bể bao nhiêu lít nước thì các bạn phải tính được tổng số phút mà vòi chảy vào bể là bao nhiêu. Mình sẽ lấy 65 cộng 70 là ta tính được số phút. Sau đó mình tính tổng số lít nước mà vòi đã cho nước chảy được vào bể là mình sẽ lấy 900 cộng 1.125 là mình tìm ra được số lít nước. Rồi chúng ta sẽ lấy tổng số lít nước chia cho tổng số phút là tìm ra được trung bình mỗi phút vòi chảy vào bể được bao nhiêu lít nước. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài, sau đó nháy chuột vào đây để giải bài tập như cô đã hướng dẫn, rồi viết đáp số vào ô trống này để kiểm tra xem thử em đã làm bài đúng chưa. Kiểm tra xong, hãy tiếp tục thực hiện bài 4. 4. Tìm x là số tròn trục có 2 chữ số. Sao cho 240 chia x nhỏ hơn 6. Để làm bài, các bạn hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Các bạn quan sát đây, 240 chia cho 90 thì bằng 2. 2 nhỏ hơn 6. Và phép tính này có số dư là 60. Cho nên 90 là một giá trị của x. Tương tự như mẫu thì nếu cô lấy 240 chia cho 80 thì kết quả sẽ được là bằng 3. 240 này chia 80 tính ra được kết quả bằng 3. 3 bé hơn 6 cho nên cô đã làm bài này đúng rồi. Tương tự như vậy, các em hãy suy nghĩ để tìm ra những số tròn trục mà sau khi thực hiện lấy 240 chia cho số tròn trục đó thì kết quả tìm được sẽ bé hơn 6. Viết được những phép tính đó ra rồi, các bạn sẽ nêu giá trị x ở đây để nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình đã giải bài đúng chưa. Và cô tin chắc là các bạn sẽ làm rất tốt bài tập này.